Chào các bạn, tại vòng 11 của giải Văn Phú, câu lạc bộ Phương Liệt gặp Kỳ Duyên. Trong vòng này, Phương Liệt đã thất thủ với tỷ số là 2.5-1.5. Kết quả thua này không ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu vào bán kết của đội, nhưng mà cũng là một bài học cho đội nhìn lại lực lượng. Trong clip này, tôi giới thiệu hai ván đấu cũng khá hay. Ván thứ nhất, Quản Thanh Tùng của Phương Liệt Duy Tiên thua Nguyễn Minh Hưng của Kỳ Duyên, và ván thứ hai, Đinh Thanh Tú của Kỳ Duyên Duy Tiên thua Đặng Tiến Đạt của Phương Liệt. Mời các bạn đón xem. Thank you.
Thank you.